Chúng ta bàn về cấu trúc của một log file. Ở đây thì chúng ta sẽ chạy thử cái thằng var này. À không được cái con group được sudo. Rồi. Ở đây là có này, ngày này, host này, service này, thông tin này, lại vậy. Chúc gì? Bắt đầu tiên. Có ngày giờ. Một cái log bắt đầu với ngày giờ cụ thể. Đó, ngày giờ. Ngày giờ chính xác. Oh, good rồi. Sau đó là host, tức là cái máy chủ mà chạy tạo sinh ra cái thông điệp đó. Vì là điều quan trọng, vì cái thằng rsync log này có thể thiết lập để quản lý cái log từ nhiều máy khác nhau, service hoặc là cái tiến trình và PID service này rồi bit. Sau đó là nội dung của thông điệp. Thông điệp có kiểu info, kiểu gì đó là info này. Với kiểu gì đấy, tôi viết đấy. Vì đấy, như vậy. Là có thời gian này. Có host này. Có tên, có lệnh này. Có cái PID của nó. Vậy đọc cái này là less, hoặc là dùng cái tail để hết. Chúng mà nếu ta muốn đọc một cách liên tục thì ta sẽ dùng cái gọi là theo chữ F, nó sẽ liên tục nhảy ra liên tục cập nhật. Đây cập nhật này, bên nó cập nhật tự đổi đây. Nhờ